Cô thân ái chào mừng các con quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ của cô thân mến, khi chúng mình còn đang tận hưởng những giấc mơ thật đẹp vào buổi sáng, chú gà trống gáy đánh thức chúng ta mở mắt, bật tung chiếc chăn, bước xuống giường để bắt đầu một ngày mới. Những tia nắng trong trẻo chiếu xuống vạn vật, làm bừng sáng khung cảnh sau một đêm thật dài. Các con sẽ có những hoạt động gì cho cả ngày hôm ấy? Là những điều thân thuộc như một cánh cò quê hương, một cánh bướm rập rờn với những bông hoa rực rỡ sắc màu, hay các con sẽ khám phá thế giới rộng lớn với cả bầu trời sao, mây gió? Thế giới trong mắt chúng mình sẽ hiện ra những gì? Cô mời các con cùng chuyển sang một chủ điểm mới. Chủ điểm thứ 7 mang tên Thế giới trong mắt em. Và đến với bài học thứ nhất, cô mời các con sẽ theo dõi hình ảnh thế này. Bạn nhỏ trong bức tranh được đặt vào khoảng thời gian nào các con? Chúng mình thấy rằng bạn nhỏ vừa thức dậy. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên lên mọi cảnh vật. Những tia nắng ấy trong trẻo, tinh khôi. Các con có thích tia nắng buổi sáng không? Nó đem đến cho con cảm giác gì? Cô mời các con sẽ cùng tìm hiểu những nội dung ấy trong video này. Chúng ta đến với bài học Tia nắng đi đâu? Và bài tập đọc cùng tên Tia nắng đi đâu? Các con theo dõi, cô sẽ đọc mẫu bài tập đọc này cho chúng mình lắng nghe một lần. Tia nắng đi đâu? Buổi sáng thức dậy, bé thấy buồn cười. Có ai đang nhảy một bài vui vui? Đó là tia nắng nhảy trong lòng tay, nhảy trên bàn học, nhảy trên tán cây. Tôi đến giờ ngủ, sực nhớ bé tìm, tìm tia nắng nhỏ, ngủ rồi lặng im. Bé nằm ngẫm nghĩ, nắng ngủ ở đâu? Nắng ngủ nhà nắng, mai gặp lại nhau. Thụy Anh. Nhìn vào hình thức của bài thơ, các con thấy bài thơ này được chia làm mấy khổ? Chúng ta có thể dễ dàng xác định được bởi trên màn hình các con nhìn thấy các khổ thơ đã được đánh số 1, 2, 3 và 4. Như vậy, bài thơ này có 4 khổ. Và trong bài thơ này, chúng mình để ý cho cô nghĩa của một số từ khó. Cô sẽ cùng với các con giải thích. Chúng ta có 2 từ là sực nhớ và ngẫm nghĩ. Các con sẽ thử đoán xem nghĩa của 2 từ này là gì nhé. Cô cảm ơn các con đã tương tác rất tích cực và chúng mình đã đoán được nghĩa của 2 từ này. Từ sực nhớ trong khổ thơ thứ 3 có nghĩa là chợt nhớ, bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó. Và từ ngẫm nghĩ trong khổ thơ thứ 4 có nghĩa là nghĩ rất kỹ và rất sâu. Sau khi đã giải nghĩa được 2 từ này, cô mời các con sẽ dừng video lại để đánh vần bài thơ này. Và cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc trơn. Chúng ta cùng đọc. Tia nắng đi đâu? Buổi sáng thức dậy, bé thấy buồn cười. Có ai đang nhảy một bài vui vui? Đó là tia nắng nhảy trong lòng tay, nhảy trên bàn học, nhảy trên tán cây. Tôi đến giờ ngủ, sực nhớ bé tìm, tìm tia nắng nhỏ, ngủ rồi lặng im. Bé nằm ngẫm nghĩ, nắng ngủ ở đâu? Nắng ngủ nhà nắng, mai gặp lại nhau. Thụy Anh.
Nếu như các con chưa thể đọc được lưu loát, chúng mình có thể dừng lại video lâu hơn để rèn luyện kỹ năng đọc. Và để tìm hiểu kỹ về nội dung của bài thơ này, cô sẽ cùng với chúng mình chinh phục một số câu hỏi sau đây nhé. Cô có câu hỏi đầu tiên. Buổi sáng thức dậy, bé thấy thế nào? Theo dõi ngay ở khổ thơ thứ nhất, chúng mình nhìn thấy câu trả lời. Buổi sáng thức dậy, bé thấy buồn cười. Bé thấy buồn cười bởi vì bé thấy có ai đó đang nhảy nhót một bài rất vui nhộn. Và đó là tia nắng, đúng không nào? Vậy thì theo các con, bé thấy tia nắng ở đâu? Rất chính xác. Tia nắng mà bé thấy đang nhảy một bài nào đó rất vui. Và bé thấy tia nắng trong lòng tay, trên bàn học và trên tán cây. Tất cả những tia nắng này đều đang nhảy nhót, vui đùa, làm bé cũng cảm thấy sảng khoái, tinh thần thoải mái để có thể đón chào một ngày mới. Thế nhưng, sự kiện xảy đến vào buổi tối. Theo các con, tối đến, không thấy nắng, bé đã làm gì? Đúng rồi, khi tối đến cũng là lúc bé phải lên giường đi ngủ. Bé sực nhớ không thấy bạn nắng đã nhảy nhót ban ngày đâu, cho nên bé đi tìm tia nắng nhỏ. Khi không thấy tia nắng nhảy nhót nữa, theo các con, bé đã nghĩ buổi tối nắng đi đâu? Hoàn toàn chính xác. Buổi tối không thấy tia nắng, bé đã nằm ngẫm nghĩ rất kỹ và rất lâu, và bé xác định được tia nắng ấy đi ngủ. Bé bảo nắng ngủ nhà nắng. Vậy thì theo chúng mình, nhà nắng ở đâu? Các con thấy rằng nắng hay bức xạ mặt trời là dòng vật chất và năng lượng của mặt trời phát ra. Do đó, chúng mình thấy rằng nhà nắng chính là vũ trụ bao la, rộng lớn này, đúng không nào? Một bài thơ rất thú vị, nói về một hiện tượng thiên nhiên, đó là tia nắng. Tia nắng ấy như một người bạn cùng nhảy nhót, cùng vui đùa với bạn nhỏ của chúng ta vào ban ngày. Tia nắng ấy đem đến sức sống, niềm vui mới vào một ngày mới. Và đến tối, khi không thấy tia nắng nữa, theo cảm nhận của bạn nhỏ, đó là nắng cũng đi ngủ như chúng ta. Để ngày mai, nắng lại tỏa sáng khắp không gian, lại nhảy nhót và vui đùa. Một bài thơ rất thú vị về thế giới kỳ diệu trong mắt của những bạn nhỏ. Thế còn chúng mình có cảm nhận như thế nào về những tia nắng? Các con có thể chia sẻ nhé! Nội dung của bài tập đọc này đã khép lại video bài học Tia nắng đi đâu? Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại chúng mình trong video thứ 2 của bài giảng này nhé!